Tu peux aller ouvrir. Le vrai quoi, il est comme ça, oui. Sẽ bằng tiền không? Ui dồi ôi, trơn quá trơn quá. Từ hậu rồi. Mà không biết là trong có người không, nhưng mà Linh để thấy là để một cái quan tài đây thì Linh rất là sợ. Đó thì chắc là Linh ở đây Linh sẽ gửi lại cho bé đấy một ít quà với cả thắp một nén hương cho bé. Lửa bật lửa đâu nhỉ? Linh sẽ đốt đây. Thực sự là các bạn có thể thấy rằng cái áo quan bên kia kìa. Xoay cái đèn sang bên kia, xoay sang bên kia, sướng quá, sướng quá, cố lên cố lên. Nói chung là mình cũng làm tâm mình làm phúc mà, nên mình không lo đâu. Nói chung là nếu mà em bé đấy cũng có biết thì em đấy có ở đằng sau mình thì nó cũng ủng hộ cho mình đó. Có nghĩa là em đấy sẽ ủng hộ mình trên cái con đường làm thiện nguyện đi giúp đỡ bà con. Đó thì mình sẽ trao lại phần quà đó. Để chiếu gần hơn một chút để cho các bác thấy được. Thôi đi nhờ, thôi mình thế thôi. Để có thể quay cao một chút, tiến lại gần một chút này. Đó, để cho các bác có thể nhìn rõ. Với tủ chín nó mà không một đi mua được à? Không một đi. Hả? À chị à? Giờ chị giờ nè. Giờ bé. Hả? Không một chị đi. Không một. Tại vì nó bê ra. Ờ, nghe chị giờ. Tủ chín không bê ra. Từ chín nó đầu lọ một cái thằng từ từ bỏ dòng đồng đi nè. Từ nhỏ vậy. Ờ. Nhỏ đi nè. Từ hậu lọ. Từ hậu đi nè. Ờ. Từ mua mới sát trẻ nè. Mới sát trẻ rồi. Ừ. Ờ. Ông mua hậu thì chứ tôi chuối làm gì. Đây hiện tại thì Linh đang có mặt tại cái khu vực của nhà dân đây. Đấy cũng vào đây cũng thắp một cái hoàn cảnh. Để xem còn tiền không. Ui dồi. Trơn quá trơn quá. Từ hậu rồi. Lửa có 50.000 đấy không? Không còn đồng nào. Mình hết tiền rồi. Với tuổi chỉ lớn là bỏ không muốn gì, bỏ kê lộ. Bỏ chính mấy à. À. Mỗi ít sạch chế lộ. À, gãy chân. À, tại vì Linh cũng đi qua đây rất là nhiều. Sau đó là cũng thấy bác ở đây nhiều ấy. Thì bác cũng toàn thấy ngồi ở ngoài trong ngắm xe hay thế nào. Nhưng mà Linh cảm tưởng là mắt của bác là không nhìn thấy. Đúng không? Trời các bác vừa ngã may là không bị dập đầu đây. Cái giày này nó trơn quá. Giày này đi được hơn tháng chưa giặt rồi. À, tôi nhận đi rồi. À đây, bác đây. Ờ, chào bác nhá. Đây. À, đây đấy, các bác nhìn ra. Đấy đấy. Đây đây. À. Gãy chân à? Ú. Chẳng lẽ chỉ cho một ít xanh à? Thao thì một ít xanh khó lộ à. Đi chỗ lộ đi xin. À, thao nắn đêm hả dạ? Ngớ lột xa lại. Lột xa bị gãy rồi. Đấy mình thì lúc nào đi qua mình cũng thấy bác ở phía bên ngoài này ấy. Mình rất là thương bác luôn, lúc nào trời lạnh nhưng bác cứ ngồi ở ngoài ngắm đường thôi. Nói cháu Linh vào cũng không có quà gì. Đúng gửi lại cho bác 100.000 nhá. Nó chia nhá. À, cho cũng được. Trải trải. Cho. Đấy. Đấy. To. Chiều u à mùa ba dinh mình chứ mùa hàn nên đầu bỏ nên nông nhân đầu chơi và thấy ngồi ngoài ấy bác ngủ ở đâu bữa giờ à giường ngủ đây à? À đây giường ngủ đây các bác à, ngủ chỗ này nhá à, nhà bác ngủ chỗ này à, thì Linh là đồng cảm tại vì là Linh đi đâu Linh cũng biết thôi à, bye bye bác nhá anh nhá rồi không cần đứng đâu chân đang đau ui rồi tao chỉ sớm ngủ giờ tư tao mò đấy chân thì đau. Má nhá nhá. Linh cũng hôm nay là cũng đi thiện nguyện thì Linh cũng vào đây thì Linh cũng gửi một ít quà nho nhỏ của bản thân Linh cho bác đây. Thì, chúc bác luôn dồi dào sức khỏe. Đó, chúc bác có một cái Tết nó vui vẻ. Thế là anh ngủ trên này bác ngủ dưới đấy à? À. Em hỏi một tí ở bên kia có một cái con tàu nhỏ nhỏ ấy, thì là bên đấy là là thì ít nhỏ mà liên mà có cô chú bác chạy mù. À. Yo hai cô chú là cô chú chạy mù hả? À, rồi chỉ chèm mồm mà nó là chỉ rong. À, giờ mình nhậu mà liếc tiền là lo. Mình nhậu mà liếc nhà này là số lượng hai liên mà thôi chỉ tao ra rẻ, nó rẻ thì tao chỉ nhận rẻ. Giờ chân là bờ má giờ mà. Chỉ nhận mồm thì dùng chai đây thì chỉ mồm. À, xí ở dưới chân mông dùng một chuối thì bờ má giờ mà nha. Chỉ má. À, nó đây chỉ chai. À, nó rẻ chỉ chuối nhận mồm. Dạ. Nếu như hải có chua thì ba. Nên từ hải lo. Tao hải à. À.
đấy thì chú thì cũng bảo là đấy có một cái quan tài thì Linh muốn là đi ra phía bên đó để thăm, tại vì là em cũng đi qua đây rất là nhiều lần rồi, được hơn một tuần ấy sao ấy, thì em cũng nhìn thấy ở đấy, xong là hôm nay là em vừa đi làm thiện nguyện ở trong phù về, xong về đây qua đây để xem luôn đấy. Thế bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng với Linh sang đấy trải nghiệm xem nào. Ê, cảm ơn nhá. Đấy, cảm ơn nhá. Vâng vâng. Đấy thì bác thì bảo là chính xác là bên đấy có mua tiền rồi nào. Đây số mua tiền đi là hay nhưng mà bác bảo là có thật đấy, nhưng mà ăn nhau nhá, chất xanh nhá, hai nét xanh rồi. Đây bây giờ thì mọi người sẽ cùng với cả Linh sang phía bên kia để xem là có đúng là sự thật như thế không. Lúc đấy là Linh cũng trước khi vào ấy thì Linh đã đi qua rất là nhiều lần và Linh cũng có nhìn thấy rằng là ở đó có một cái quan tài rất là bé, giống như một của một đứa trẻ sơ sinh. Thì Linh vừa hỏi cái bác chủ nhà là cái nhà đây các bác nhé, đây cái nhà đằng sau đây các bác, đó để bác vừa bật điện đó, thì bác còn nói rằng là có nhưng mà không biết là ở đấy có trẻ con thật không. Thì Linh cũng muốn đi qua đó để Linh xem. Trước cái hôm ba hôm đây, hình như là hơn một tuần trước Linh có đi qua thì Linh cũng có nhìn thấy rằng là nó đã có đấy rồi các bác. Thế nên là Linh cũng muốn là đi qua đó xem là có đúng không. Thực sự là khi họ để ở gần cái phần đường như thế thì Linh cảm thấy nó rất là ghê các bác. Linh hôm nay thì cũng mua được một ít vàng mã với cả một ít hương, thì Linh có thể là cắm một ít đó tâm linh đó các bác, để xem là cho các bác trải nghiệm xem. Riêng bản thân Linh cũng là một người rất là sợ ma đó, nhưng mà hôm nay vẫn là cố gắng là trải nghiệm ra phía đó. Các bác biết là các bác có thể nhìn thấy những cái hình thù đá đây, đã thấy cảm giác nó đã rất là ghê rợn rồi, nhưng mà không biết là có đúng là sự thật không. Đó, không biết là cảm giác của Lửa đang quay phim như thế nào. Đó, cái quan tài đó thì ở phía bên kia nha các bác nhé, rất là ghê. Đó, thì chúng ta sẽ đi ra phía bên đó để xem. Chắc là Linh cũng không dám đến gần đâu các bác, Linh chắc chỉ đứng từ xa thôi. Và Linh sẽ thắp một nhén hương đó. Đó, có đúng là sự thật không. Đó các bác, đây hiện tại là họ để ở phía ngoài đường như này luôn các bác, thực sự rất là ghê. Nếu mà để ai đi bộ đi qua đây thì nói thật với các bác là nó là một cái nối rất là ám ảnh đó. Mọi người thấy đây, đây đỡ để chiếu gần vào đó, đó mọi người thấy nhá, ở ngay đây nhá, đó mọi người thấy chưa, nó ở phía bên kia đó, đỡ để vào quay gần một chút được không đó. Đó, rất là ghê nhá. Đấy, Linh đứng từ xa Linh có thể nhìn thấy đây. Đó các bác, cực kỳ ở ghê một cái khu vực như thế này. Đó, không biết là ai có thể mang đến đây không mang, không biết là trong có người không, nhưng mà Linh để thấy là để một cái quan tài đây thì Linh rất là sợ. Đó, thì chắc là Linh ở đây Linh sẽ gửi lại cho bé đấy một ít quà với cả thắp một nén hương cho bé. Lửa đâu nhỉ? Phải có hai người đi thì Linh mới dám đi ấy các bác, còn nếu mà một mình thì chắc là một túi nào một mình thì khả năng là không dám đi. Lửa sợ, Lửa sợ không, Linh sợ quá. Bây giờ cảm giác nó rất là u ám. Đó, thì Linh sẽ thắp một nhén hàng ở đây để cầu cho cái quan tài nó đi siêu thoát các bác. Tại vì rất là ghê, lúc đấy vừa hỏi chú đấy là chú đấy cũng bảo là cũng sẽ bảo mọi người là đi bảo để ấy cái quan tài đấy đi ra chỗ khác các bác. Thế mọi người có thể nhìn sang bên kia rất là ghê nhá. Đốt được nhà nam một trái. Đây là cái người đứng ra sau. Mọi người thấy rất là ghê nhá mình. Nó đốt cũng không cháy ấy. Gió quá các bạn, sự là rất là ghê. Hương thì nó mới cháy được cả nửa thôi các bạn.
Mong là cháy được thắp cho. Không biết là trong đó Linh không dám mở ra các bác. Thực sự nó rất là ghê. Sáng nay thì Linh có đi quay thì có đi qua. Thì Linh có nhìn thấy. Ủa cảm giác sợ. Ủa sợ quá. Đó. Thì Linh có thể quay ra bên kia. Thì Linh có thể mang được gói bánh. Linh thì không dám tiến lại gần đâu các bác. Linh rất là sợ. Đó thì Linh sẽ gửi lại một ít quà đấy cho cái quan tài đây. Không biết là cái này phải đợi đến lúc mà có chính quyền hay là mọi người nó vào xem cơ thì nó mới chính xác. Nó Linh cắm một ít hương đây để gửi lại cho phía này đó. Gọi là cầu phúc đó. Với cả may mắn cho mình nữa khi mình cũng đến đây thăm ấy. Không cháy ấy. Ui, rất là sợ khi mình mà đi này mà đốt cái gì nó không cháy các bác. Không cháy là nó không may mắn với mình ấy. Không cháy lửa. Sự không cháy các bác ơi. Không cháy thật. Mong là mình đốt cháy để mình có giải tỏa cái nỗi sợ của Linh. Đó các bác. Đó, cao đây chứ. Đấy, mong là cái chiếc quan tài này, quan tài bé nhỏ này sẽ siêu thoát nhá. Thực sự là Linh cũng không hiểu về tâm linh lắm các bác. Linh cũng ghé qua, đi qua đường đây rất là nhiều. Cũng mong là cái quan tài này, nếu mà trong đó thực sự là có trẻ con thật đó, thì Linh cũng mong là bé đó sẽ siêu thoát hơn. Không biết là tại sao gia đình có thể lấy được một em nhỏ như này mang ra phía bên ngoài này. Đó, Linh sẽ đội đây. Thực sự là các bác có thể thấy rằng cái áo quan phía bên kia kìa, thì có thể soi cái đèn sang bên kia. Soi sang bên kia này. Sợ quá. Cố lên, cố lên. Nói chung là mình cũng làm tâm mình làm phúc mà, nên mình không lo đâu. Nói chung là nếu mà em bé ấy cũng có biết thì em ấy có ở đằng sau mình thì nó cũng tâm nguyện cho mình đó. Có nghĩa là em ấy sẽ ủng hộ mình trên là cái con đường làm thiện nguyện mà đi giúp đỡ bà con. Đó thì mình sẽ trao lại phần quà đó để có thể chiếu gần hơn một chút để cho các bác thấy được đó. Hơn đi nhỉ, hơn mình thế thôi để có thể quay cao hơn một chút, tiến lại gần một chút này đó. Để cho các bác có thể nhìn rõ đó. Thì đây nha các bác nha, thực sự là đây là một cái áo quan rất là nhỏ đấy nha các bác nha. Đừng đã thăm được nha để cầu nguyện tâm linh cho em nó thấy cái hương nó cũng giấy bạc nó cũng rất là cháy. Thì chắc là em cũng có nhận được cái phần quà tâm linh của Linh. Nó lửa có thể kéo cái này thấp lại đó. Thực sự là khi mà qua đường đây thì Linh cũng muốn là vào. Khi mà mình đi đi qua cái khu vực đường này các bác, mà cái thời tiết này hiện tại rất là lạnh. Thế vì Linh cũng nổi hết da gà các bác. Tại vì là mọi người ạ, mình nhìn thấy đấy. Sau đó bây giờ là mọi người thấy rằng là cái khung cảnh ở đây ấy, nó rất là hoang vu. Một bên là núi đá tai mèo, nó rất là nguy hiểm. Cảm giác Linh lạnh rất nhiều rồi cơ. Sợ quá. Amen, amen. Nói chung là Linh cũng chỉ dám tiếp cận như thế được các bác. Tại vì là Linh cũng đi vào trong kia để phát quà cho bà con, đi về cũng khá là muộn. Hôm nay là cũng dự tính là sẽ về sớm hơn một chút để có thể là cái bật lửa anh cầm chưa ở đây. Cầm chưa nhỉ? Thì cũng để đấy cho bé luôn. Thì cũng mong là nếu mà trong đấy có thực sự là có một em bé sơ sinh thật ấy, hay là một cái thứ gì đó trong đó, thì Linh cũng không nghĩ là không biết là trong đó là cái thứ gì đó.
thì hiện tại là cũng chưa có ai đã xác minh xem ở trong đấy là có cái gì cả. Đó, thì khi Linh đến đây thì Linh cũng có hỏi hàng xóm ở đây, thì người ta cũng nói rằng ở đó có một cái quan tài rất là nhỏ, và Linh đã đưa mọi người đến đó để tìm hiểu, và chính xác là có một cái quan tài rất là bé ở đây, nhưng mà không biết là bên trong là cái gì cả. Linh cũng không dám chắc chắn là trong đó có người hay như thế nào, nhưng mà Linh không dám chắc chắn. Đó, Linh xác định là Linh nói đính chính lại một lần là Linh không chắc là trong đó có người. Linh chỉ nghĩ là ở trong đấy nó là một cái quan tài, họ làm một cái phong tục gì đó thôi. Đó, thì chắc là khả năng là bây giờ Linh cũng đi về. Lử chắc phải để anh đi xe máy trước nhá. Từ từ nhá. Lử, khẩu trang của anh đâu nhỉ? Ui dồi, mình cái cảm giác là cái nước kia nó rất là ghê các bạn. Người run hết rồi. Sợ quá. Đó, thì khả năng là Linh sẽ chiếu đèn thì Linh sẽ thảo. Đấy, túi đâu? Đâu, sẽ chiếu vào túi này. Đó. Thì Linh sẽ cất cái mic này đi. Đó. Rất là sợ các bạn. Khi mình cũng là điều làm người tốt, nhưng mà mình cũng thấy rất là ghê. Tay của ai cũng run này. Sợ quá. Đó, thì Lử sẽ tắt đèn nhá. Xong rồi Lử sẽ cầm máy quay quay một đoạn đi sang tí tận bên kia. Mình đính chính lại, mình cũng là cái người đến khám phá, mình đến gọi là đi khám phá cái câu chuyện đó. Để cho mọi người biết, không là đến lúc mọi người lại bảo là mấy thằng này lấy ra đấy là thành ra là hỏng câu chuyện luôn ấy. Đúng không? Đúng rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Ta có thể thấy rằng cái không khí nó rất là u ám. Chịu quá đâu rồi. Đứng đây có ai đứng đằng sau kìa. Nhanh nhanh nhanh, con xe lên, con xe lên. Cố lên. Đi con đi luôn rồi. Hả? Đi chưa? Có được chìa khóa chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Có được chưa? Đi đi trước đi. Đi đi đi, đi đi đi. Đi trước đi, đi trước đi. Đi trước đi. Đường đi làm thiện nguyện về thì cũng nhìn thấy từ lúc chiều rồi, nhìn thấy được mấy hôm trước, tuần trước rồi các bác. Thì hôm nay là Mỹ Linh mới dám quay lại cái video đó cho tất cả mọi người biết về cái quan tài nhỏ nhỏ ở bên đường đó. Không biết là bên trong là nó có cái gì cả, chưa dám mở ra xem. Video đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những tập phim tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh để đón chờ cái video để Linh có thể xác minh rõ được rằng trong đó có cái gì, để cho tất cả mọi người biết rõ về cái quan tài rất là nhỏ ở bên siêu nhỏ ở bên vệ đường nhá.
sương nữa. Thế mọi người mới thấy trời sương lắm, không thể lái xe được luôn. Mình cũng là một người đi truyền tải thông điệp giúp đỡ bà con, thì Linh cũng muốn ghi hình lại để cho mọi người biết rõ, không đến lúc là họ lại bảo là mình lấy ra đấy thì thành ra là hỏng hết câu chuyện các bác. Lúc đấy là tự dưng là Linh lại là cái người vác họa vào thân đấy, rất là mệt. Lửa ơi, lửa ơi, chú cất máy xong à, để anh đi trước chưa, tại vì kính của anh bị phản ánh sáng quá không nhìn thấy. Linh xin kết thúc video tại đây nhá.